qua cái cây trang vàng lá sắn này, ảnh dáng ảnh đẹp quá cả nhà. Làm bonsai là tuyệt vời luôn. Quá trời. Dáng rất là đẹp. Dáng này được tỉa từ lúc nhỏ. Cái gốc chàm bá luôn mà ảnh lùng là để làm bonsai đó cả nhà. Năm cánh, sáu cánh không à cả nhà ơi. Cánh này sáu cánh nữa nè. Sáu cánh rồi cả nhà. Năm cánh, sáu cánh không à. Rất là đẹp. Đây là vàng chăn trắng nè cả nhà. Chăn trắng. Ở đây là dạng trang lá trái tim nha cả nhà. Cái dòng lá trái tim thì inbox này. Lá trái tim. Đây. Cả nhà muốn một cốt là gì mình tỉa lại nha cả nhà. Như cái này. Cái này một cốt đang có bông. Anh đang có bông. Cả nhà muốn một cốt mình tỉa bớt nhánh. Đây, những cái cây này anh cũng đang có bông. Quá chừng xây bông luôn, nụ quá chừng nụ. Đây là trang trái tim. Ngọn qua đây, bên kia là vàng nghệ đó cả nhà. Em xuống kia. Đây là cái lô vàng nghệ. Wow. Vàng nghệ. Bên đây toàn là lô vàng nghệ bằng bằng nhau không nha cả nhà. Bên em tỉa lại cho ảnh bằng bằng nhau rồi. Màu vàng nghệ rất là đẹp. Đây là màu cam cà rốt. Rồi, thì em giới thiệu sơ lược cho cả nhà mấy cây bông trang Thái. Một cốt mà ảnh đủ màu. Để cả nhà có thể tham khảo, lựa chọn và đặt hàng ủng hộ bên em. Mấy cây trang trắng để làm bonsai nè. Rồi cả nhà đặt hàng thì inbox số điện thoại Zalo của em để trên tiêu đề là 0911 643 600. Hoặc là để lại số điện thoại ở dưới bình luận và bên em sẽ điện thoại lại để tư vấn cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn này bên em. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhé. Bye bye cả nhà. Màu tím sen. Một cốt. Bye bye cả nhà.